Thân ái kính chào toàn thể ông bà anh chị em thân mến. Hôm nay tôi dậy sớm và suy nghĩ và chờ đợi giờ để nói chuyện với ông bà anh chị em. Bây giờ giờ đã đến và tôi muốn nói đến một trong những lý do mà tôi náo nức và rất là muốn nói chuyện với ông bà anh chị em. Bởi vì ngày hôm qua khi tôi nói rằng người già đang bị quên lãng trong gia đình, ở trong xã hội, lẫn ở trong giáo hội, thì đã có một số người bình luận, trong đó có những người tôi gọi là người của giáo hội đó, đã lên tiếng. Và đây là một vài lời ông nói rằng chúng ta già rồi thì nên yên phận tránh đường cho những người trẻ tiến lên. Càng bám víu lấy, càng vấp nhiều lầm lỗi như tôi đã thấy trong vòng một năm qua. Thưa ông bạn chị em, tôi thấy có một sự hiểu lầm rất là to lớn. Người ta không hiểu tôi muốn nói gì. Người ta không hiểu ông già muốn nói gì. Và chủ trương của những người tổ chức, của những người trẻ hơn, của những người theo tổ chức giáo hội nói rằng chúng ta già rồi thì nên yên phận tránh đường cho những người trẻ tiến lên. Càng bám víu, càng vấp nhiều lầm lỗi như tôi đã thấy trong vòng một năm qua. Ông này tôi thấy nói rất là đúng. Nhưng mà ông nói với tư cách của một người giám mục, một người mục sư, một người hội trưởng, một người hội phó, một người theo tôn giáo, một người theo giáo phái. Chúng ta rồi đã già rồi thì yên phận. Ý ông muốn nói rằng bây giờ đừng có tranh chức với ai nữa, hãy để người trẻ làm. Chúa có thể dùng những người trẻ đầy ơn và tài giỏi đạo đức và cảm ơn Chúa. Đó là những người đầy nhiệt huyết. Thưa ông bạn chị em, nếu theo cái chủ trương đó đó, thì tất cả những người già đều không được phép đi dự đại hội hay là đi hầu việc Chúa. Nếu theo chủ trương này thì hầu hết tất cả những người Việt tha hương đều không thể trở thành giáo sĩ cho quê hương của mình. Nếu theo cái chủ trương này thì những người già không được phép gọi là ông nội hay là ông ngoại, bởi vì trong gia đình phải khuất phục cái quyết định của giáo hội. Thưa ông bà anh chị em, tôi rất là ngạc nhiên và tôi muốn nói rằng tôi đã già rồi nhưng mà tôi vẫn còn muốn trở thành một nhà truyền giáo, trở thành một người thờ phượng Đức Chúa Trời, một người hầu việc Đức Chúa Trời, một người nói tiếng nói của Đức Chúa Trời cho gia đình tôi, cho dòng tộc của tôi, cho quê hương. Và thưa ông bạn chị em, tôi nói có sách mách có chứng. Tôi không có tranh chức. Bây giờ già rồi tranh chức để làm gì? Thậm chí cái chức vụ mà người ta gọi tôi thì cũng không có chính xác nữa, bởi vì tôi không còn làm mục sư để chăn một cái bầy chiên nhỏ. Tôi cũng không còn làm giám mục để chăn những ông mục sư. Tôi là một ông nội, tôi là một ông già trong gia đình tôi. Gia đình tôi, hai vợ chồng cũng hầu việc Chúa. Ở quê hương thì người ta không có công nhận. Họ không cho tôi được phong chức mục sư. Nhưng mà khi qua nước Mỹ, gia nhập cái nhóm tín hữu 50 người mời tôi làm quản nhiệm, thì ngay lập tức khi tới qua Mỹ thì họ không cần thủ tục giấy, họ xin làm lễ phong chức mục sư cho mục sư Huệ. Và từ đó tôi được gọi là mục sư.
Thôi mà anh chị em tôi vì những kỷ niệm hay là vì những cái kinh nghiệm mà Đức Chúa Trời ban cho tại Việt Nam đó, tôi không quên Việt Nam. Tôi có những cái kinh nghiệm khó khăn ở Việt Nam, nhưng mà khi mà được Chúa đưa qua Mỹ thì tôi thấy rằng những đau đớn bây giờ không đáng với những sự vinh hiển hầu đến. Những cái khổ nạn nhiều năm tù đày không có ý nghĩa gì hết, nhưng mà nó đã thành một cái giá trị đối với đời sống của tôi, bởi vì nó chuẩn bị để cho tôi Chúa cho được đến Mỹ và tiếp tục hầu việc Chúa. Ngày hôm nay thưa ông bạn chị em, tôi nghĩ đến chức vụ á, là giáo sĩ. Giáo sĩ là chức vụ quan trọng. Chúa Trời muốn tất cả những người tin Chúa được là giáo sĩ. Giáo sĩ là gì? Trước đây ở Việt Nam chúng ta có kinh nghiệm là phải là những người người Mỹ ở Mỹ đến Việt Nam chúng ta mới gọi là giáo sĩ. Sai rồi. Đó là tổ chức của con người ta xưng rằng những người từ từ nước ngoài đến nước Việt thì mới là giáo sĩ. Nhưng mà là giáo sĩ theo tổ chức thì phải được chính quyền công nhận mới gọi là giáo sĩ. Không được công nhận là không phải là giáo sĩ. Chính vì vậy mà ngay cả cái tổng hội hay là cái giáo hội Baptist ở bên Mỹ này đó, họ có một cái chương trình, họ có 16 triệu tín đồ, rồi họ có 4.000, 5.000 người giáo sĩ đi khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà họ có một cái chủ trương là không thể cử người Việt tha hương này trở thành giáo sĩ cho Việt Nam. Không. Họ chỉ cử người Việt Nam đi truyền giáo ở các nước khác, đi nước Lào, đi nước Campuchia, đi nước Mã Lai, rồi họ tổ chức truyền giáo theo hình thức đó, là phải được một giáo sĩ là phải học tiếng nước ngoài, một giáo sĩ phải phải được cung lương suốt cuộc đời của mình, khi về thì được hưởng những cái bổng lộc của giáo sĩ. Thưa ông, anh chị em, nhiều người ngày hôm nay khi ở Việt Nam qua Mỹ thì cũng ở trong các giáo hội thì cũng mang cái não trạng đó, giáo sĩ là một cái chức mà được sai phái, được đặt tay, được chúc phước, được sai phái thì mới là giáo sĩ. Thưa ông, anh chị em, tôi muốn nói điều này để cùng thảo luận với ông, anh chị em. Tôi không có chống cái chức vụ hay là cái tổ chức, không có chống. Tôi cảm ơn Chúa vì nhờ cái tổ chức mà trước đây trăm năm rồi, hơn 100 năm rồi, những tín hữu, những giáo sĩ đó, họ họp lại với nhau, là Alliance, tức là họ họp lại với nhau thành một cái nhóm người để truyền giáo cho thế giới, trong đó có Đông Dương, có Việt Nam. Và đã rất là thành công để đem lại cho nhiều dân tộc Á Châu, Á Đông cơ hội để tin Chúa, xây dựng hội thánh. Bây giờ vì lòng yêu thương, mọi người nói rằng tôi là Alliance. Nhưng mà Baptist thì cũng đến Việt Nam trước đây. Bây giờ Baptist không có được phép ở Việt Nam nữa để làm giáo sĩ. Chính quyền không có cho phép một giáo sĩ nào. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, người Việt có thể trở thành giáo sĩ. Người Việt tha hương khi đã trở thành công dân nước Mỹ thì có thể trở thành một giáo sĩ cho Việt Nam, một người truyền giáo cho Việt Nam. Giống như bây giờ tôi đã là ông nội rồi thì không có ai cách chức ông nội của tôi hết. Thưa ông bà anh chị em, đây là vấn đề để chúng ta suy nghĩ. Bởi vì cho đến ngày hôm nay khi tôi nói là người người già bị lãng quên, họ không biết tôi muốn nói cái gì, nghĩa là người già là không có được nói. Và một số người đồng ý chúng ta già rồi thì nên yên phận, tránh đường cho những người trẻ tiến lên. Người già đâu có ngăn đường, trở ngại, trở lối cho người trẻ tiến lên đâu. Tôi đâu có bao giờ có cái ý niệm như vậy. Tôi muốn giúp đỡ để cho mọi người quan tâm đến một cái sức mạnh, một cái thế lực rất mạnh ở trong gia đình và trong hội thánh, đó là người già. Người già là những người giàu.
Người già là những người có nhiều thì giờ, người già là những người có nhiều kinh nghiệm, người già là những người có lòng yêu thương, không muốn con cái hư hỏng, không muốn gia đình rơi vào chỗ tan tan vỡ, chia lìa, chia ly. Người già như tôi thì không phải bởi sức của mình, nhưng mà cảm ơn Chúa vì tôi có được một gia đình. Bây giờ ở trong gia đình của tôi đó, thì vợ tôi là già, tôi cũng già. Vợ tôi thì bị bệnh, nói không rõ, đi không có vững. Nhưng mà tôi nhìn thấy một cái sức mạnh, một cái quyền lực, hay một thế lực rất mạnh, có uy quyền rất mạnh ở trên vợ tôi, là người được cả nhà yêu thương. Lời nói của vợ tôi dù không rõ ràng nhưng mà được các con lắng nghe, tìm hiểu nghe để hiểu vợ tôi muốn nói gì. Chính bản thân của tôi cảm ơn Chúa vì vợ tôi với tôi đã xây dựng gia đình. Tôi đi chỗ này chỗ khác để làm việc thì vợ tôi ở nhà với gần gũi với con em của mình. Và mới hôm qua đây thì vợ chồng tôi lại đi thăm một cháu, hai cháu nội nó nhỏ mà nó cãi với nhau, nó buồn với nhau. Tôi đến để mà can thiệp, để mà dạy dỗ. Tôi nói là anh em là tay chân, anh em cùng một cái dòng huyết thì phải thương yêu nhau, tha thứ cho nhau. Cảm ơn Chúa, trẻ em thì rất dễ tha thứ, dễ quên và nghĩ đến tương lai. Đó là những điều của những người già, không phải là những người già bị bỏ quên. Trong xã hội này, đừng có nghĩ đến một cái xã hội mà chỉ tôn trọng trẻ em, tôn trọng phụ nữ mà không có tôn trọng người già. Đây là sắc thái của người Việt. Người Việt tôn trọng trên thế giới là vì người Việt có một cái gia đình hạnh phúc, gia đình có tôn ti trật tự, gia đình có yêu thương, gia đình có đứng với nhau để mà chiến đấu và chiến thắng. Satan ghét ghét nhất, chống nhất là những gia đình. Vì vậy trong xã hội ngày hôm nay gia đình tan vỡ, ly dị. Thưa ông bà anh chị em, là nước Mỹ này có 50% là ly dị. Người ta thăm dò, người ta thấy 50% người Baptist trong các gia đình cũng bắt chước theo ly dị luôn. Như vậy đừng có nghĩ đến giáo phái, đừng có nghĩ đến tổ chức của giáo phái. Tổ chức của giáo phái là có ông giám mục, có ông mục sư, rồi có những cái quan chức. Và bây giờ thì trong giáo hội Baptist cũng nghĩ đây là mình phải bắt chước người Mỹ đi, là mình phải có cái ban quản trị, mình phải có hội trưởng, có hội phó, có thư ký, có viện này viện kia. Thưa ông bà anh chị em, tôi không không có chống cái điều đó. Tôi rất là tôn trọng và cũng cảm ơn Chúa vì những tổ chức đó mà nhiều người được có cơ hội để mà hiệp tác. Nhưng mà để hiệp tác chứ không phải để bị trị, không phải là để khuất phục trước cái thẩm quyền. Thế gian này thì muốn tranh nhau để lấy quyền, chống nắm lấy quyền thì đàn áp, coi thường người khác. Người Việt Nam trong lúc chiến tranh họ hỏi ý kiến của những người già. Bây giờ cũng vậy, những người già được tôn trọng. Và thậm chí ở nước Mỹ này, trong xã hội Mỹ này, những người già được ưu tiên lắm, được nhiều quyền lợi lắm, có rất nhiều tiền bạc của cải dành cho người già. Người già Việt Nam ở đây ăn không hết. Bao nhiêu thức ăn là dành cho người già, quý mến những người già, bởi vì những người già quan trọng, những người già có đức tin là quan trọng, những người già có quá khứ, có hiện tại và tương lai. Thưa ông bạn chị em, tôi suy nghĩ đến xã hội nước Mỹ. Bây giờ người ta vẫn trông đợi những ông già ra làm tổng thống. Trong giáo hội,
người ta tổ chức quên ông già đi. Mà thậm chí ngay trong cái giáo hội mà tôi đang theo đó, có một ông già được lên làm cố vấn, nhưng mà ông nói đâu có ai nghe tôi câu nào đâu. Họ nói họ cho tôi cái chức cố vấn, nhưng mà tôi nói gì cũng không ai nghe, không ai để ý hết. Để suy nghĩ tổ chức của con người là như vậy. Họ chỉ muốn có chức nhưng mà không có muốn có trao cái quyền hạn hay là cái ảnh hưởng cho người có chức đó. Cho nên tranh nhau lấy chức, nhưng mà không có ảnh hưởng thì không có giá trị. Không có hướng đi cũng không có giá trị. Tại sao mà anh chị em tôi muốn dùng Kinh Thánh? Khi tôi nhớ lại, tôi được sự khích lệ. Ngày hôm nay thì dầu bao nhiêu giáo hội có thể cấm, nhưng mà tôi cảm ơn Chúa là vẫn còn nói chuyện mỗi ngày ở trên trên Facebook, ở trên YouTube. Và 10 năm trước đây cho đến bây giờ thì tôi với một tôi tớ của Chúa đã tạo cái website đó, hướng đi online.com đó. Bây giờ coi lại mỗi ngày cũng có hàng trăm người đọc, và cái con số mà người ta tổng kết lên đến 1.320.000 hit, nghĩa là có nhiều người vẫn thích đọc những cái bài viết mà ông già Nguyễn Văn Huệ, ông mục sư Nguyễn Văn Huệ này đang đang viết. Mà mới đây, thưa ông bạn chị em, mới đây, rất mới đây, ngay hôm nay thôi, thì tình cờ tôi mở, tôi đi ngang qua và tự nhiên có một cái bài viết nó xuất hiện ở đây. Bài viết đang xuất hiện ở đây: tôi được tự do. Rõ ràng là Chúa dẫn dắt tôi để nói và an ủi, khích lệ tôi rằng con được tự do. Tự do trong Chúa Giêsu. Tự do ngay trên đất Mỹ này. Nước Mỹ họ chỉ cần nói một câu là In God we trust. Chúng tôi thờ trời. Và đây là một cái ý niệm mà tôi, thưa ông bà anh chị em, muốn nói với đồng bào Việt Nam từ Bắc chí Nam, từ già tới trẻ. Hãy nghĩ đến gia đình của mình. Nếu ông bà anh chị em có thể nói là gia đình tôi, thì ông nội, bà nội, người Việt rất là tôn trọng cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, rất là cảm ơn Chúa về điều đó. Đó là gia đình. Sức mạnh của người Việt Nam là gia đình. Mỗi gia đình có thể nói rằng gia đình chúng tôi thờ trời. Đừng nghĩ rằng là gia đình chúng tôi theo giáo phái này, giáo phái khác. Đừng nghĩ rằng gia đình chúng tôi là theo CMA hay là theo Methodist hay là theo Baptist. Đồng bào Việt Nam rất nhiều người hiện nay vẫn chưa tuyên bố rằng chúng tôi thờ trời, chỉ vì họ nói rằng cái đạo này là đạo ngoại quốc, không phải là đạo trời. Chứ không thấy đạo trời trong những cái tổ chức. Thôi mà anh chị em hãy cùng tôi suy nghĩ. In God we trust. Chỉ cần nói rằng tôi tin Đức Chúa Trời. We là gia đình chúng tôi. Chúng tôi nhờ cậy, chúng tôi tin tưởng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là cha, là Đức Chúa Trời có một và thật. Còn Chúa của Thế Giê-xu là đấng cha sai đến. Ông anh chị em muốn nhận cái món quà này không? Đừng có nghĩ đến giáo hội, đừng nghĩ đến nhà thờ, hãy nghĩ đến mỗi gia đình ông bà anh chị em. Có nhiều người không có can đảm bởi vì bị cấm, cấm thờ trời. Thờ người thôi, thờ những đảng phái, thờ những chủ nghĩa thôi, không có cần thờ trời, không có trời. Con người là do con khỉ mà ra, không có ông trời nào hết, ông trời chỉ là bầu trời thôi. Đấy, một số phi hành gia của Nga lên, đầu tiên nói rằng tôi lên đây mà, tôi bay trong không trung mà tôi thấy ông trời, không thấy ông trời ở đâu hết.
Chào bạn chị em, ngày hôm nay tôi lớn tuổi rồi mà Chúa cho còn được bao nhiêu ngày sống thì nhờ ơn Chúa để mỗi ngày để nói với ông bạn chị em. Bây giờ tôi đọc cho ông bạn chị em nghe về một người tôi gọi là danh tướng của Israel. Ông với một người bạn nữa tên là Joshua, ông là tên là Caleb, người bạn là Joshua. Hai người trong số 12 người gọi là thám tử đó được lãnh tụ Môi-se sai đi do thám sứ mà họ sắp chiến đấu và chiến thắng. 12 người đi thăm dò coi thử tình hình như thế nào thôi. Và trong số 12 người đã trở về đó, chỉ có hai người nói rằng chúng ta có thể chiến đấu và chiến thắng. Đó là phần đất mà Đức Chúa Trời dành cho dân tộc Do Thái chúng ta. Trong khi đó cũng có 10 người khác trong đám đó, họ trở về và họ nói rằng không, chúng ta không thể nào chiến đấu và chiến thắng. Những người này là những người khổng lồ, những người mạnh lắm, những người có tường thành cao, những người có quân đội, có vua chúa. Chúng ta không thể chiến thắng được. Và ông bà anh chị em ơi, tiếng nói của 10 người, đa số là số 10 người, đã làm cho người ta hoảng hồn lên, người ta sợ quá và người ta la lên là thôi 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 thôi, tôi rút lui, tôi rút lui, tôi rút lui. Nhưng mà chỉ có hai người thôi, ông Caleb và ông Joshua. Chúng ta có thể chiến đấu và chiến thắng. Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì chúng ta chiến thắng. Ông chỉ là thiểu số nhưng mà ông vẫn giữ lập trường thiểu số của mình. Cuối cùng Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy quyết định của Đức Chúa Trời là 10 thám tử chết hết. Chỉ còn lại hai người. Những người bi quan đã chết hết. Cả những người ủng hộ cho cái chuyện bi quan đó là chết hết. Chỉ còn có hai người còn sống. Một là Joshua trở thành lãnh tụ kế thừa Moses. Và một là ông Caleb. Bây giờ tôi xin đọc lời của Chúa. Khi Moses tôi tới Đức Chúa Trời ở Kadesh Barnea, sai tôi đi do thám sứ thì tôi được 40 tuổi. Mươi tuổi là người ta nói là tam thập như lập, mà 40 tuổi là lập rồi đó. Nhưng mà ông là đại diện cho cả một chi phái của Do Thái. Do Thái có 12 chi phái và ông là một. Ta nhớ đến cái điểm này. Caleb 40 tuổi. Tôi thuật lại cho người thật tình. Các anh em đồng đi lên với tôi làm cho bá tánh sờn lòng. Còn tôi thì trung thành vâng theo Đức Chúa Trời của tôi. Trong ngày đó, Môi-se có thề mà rằng quả thật đất mà chân của ngươi đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời. Vì ngươi trung thành đã vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời ta. Kìa, trong 45 năm nay, từ khi Ngài phán lời này cùng Môi-se, đương khi Israel còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi cho đến bây giờ, và ngày nay tôi được 85 tuổi, 85 tuổi. Rồi tôi cũng còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi. Tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đặng đi đánh giặc hoặc vào ra. Vậy, hãy ban cho tôi núi này mà Đức Chúa Trời đã phán cho đến ngày đó. Vì bây giờ ông đã hay rằng có dân Anakim và các thành lớn bền vững ở đó. Có lại Đức Chúa Trời sẽ ở cùng tôi và tôi sẽ đuổi chúng nó đi y như Ngài đã phán cùng tôi. Cảm ơn Chúa. Joshua bèn chúc phước cho người và ban Hebron cho Caleb.
Một ông già 85 tuổi vẫn còn muốn chiến đấu và muốn chiến thắng. Tại vì cớ gia đình của mình, con cháu của mình, chi họ của mình. Ngày hôm nay tôi đang suy nghĩ đến gia đình chúng tôi thờ trời. Gia đình bắt đầu bằng ông, bắt đầu bằng bà, bắt đầu bằng con và cháu. Gia đình. Tôi suy nghĩ đến gia đình. Gia đình chúng tôi thờ trời. Gia tộc chúng tôi thờ trời. Dòng tộc chúng tôi thờ trời. Và dân tộc chúng tôi thờ trời. Hãy suy nghĩ đến chương trình của Đức Chúa Trời cho người Việt Nam. Từ tổ chức tôn giáo, tổ chức chính quyền, tổ chức xã hội. Không ai nghĩ đến một nước Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa Giêsu bắt đầu bằng một gia đình. Ngài cầu an, Ngài dạy chúng ta ra đi để ban bình an, cầu an cho từng gia đình. Và đồng thời nói cho mỗi gia đình biết rằng nước trời đến gần. Nước trời không cần bầu cử. Nước trời không cần phong chức. Nước trời là Chúa Giêsu, là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Đó là nước trời. Nước trời đã đến gần khi Chúa Giêsu đến gần. Thưa ông bạn chị em, đó là điều Chúa dạy chính mình tôi và cho đến bây giờ. Tôi cảm ơn Chúa về hướng đi. Rất nhiều người không biết hướng đi. Tôi biết chắc và tôi nói rằng tôi biết chắc hướng đi của tôi. Cho đến bây giờ. Người già càng khẳng định điều đó bởi vì những gì Chúa đã làm trên đời sống, từng chi tiết. Tôi nói rằng tôi biết chắc hướng đi. Chỉ có hai hướng thôi, một là hướng đi lên, hai là hướng đi xuống. Nếu bạn không biết chắc mình đi lên là bạn đang đi xuống. Người già cần để ý đến điều này. Đừng có nghĩ đến giáo phái là tôi phải vào giáo phái này thì tôi mới được cứu. Tôi vào giờ tổ tôn giáo này tôi mới được cứu. Đức Chúa Trời không bao giờ nghĩ đến một cái tổ chức có thể cứu con người khỏi chết. Chúng ta được cứu nhờ đức tin nơi Đức Chúa Giêsu này. Nhờ những công việc của Giêsu đã làm. Không ai làm thay cho chúng ta được, không, chính chúng ta cũng không làm thay được. Chỉ có một mình Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết, đã sống lại và đã hứa rằng Ngài sẽ tiếp đón chúng ta, sẽ đưa chúng ta vào thiên quốc. Và những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời dành những kẻ yêu mến Ngài. Cảm ơn Chúa, tôi cảm ơn Chúa và yêu mến Chúa. Bây giờ các con, các cháu của tôi đều yêu mến Chúa, tin Chúa. Và có lẽ sự không có cơ hội thì tôi thưa ông bà anh chị em rằng tất cả những người Việt tha hương, tất cả những ông, những bà Việt Nam tha hương đều có thể trở thành giáo sĩ cho quê hương. Tôi là giáo sĩ tự xưng, tôi tự xưng là giáo sĩ thôi. Mỗi hội thánh, trong mỗi nhà thờ đều có ba cái chức quan trọng là mục sư, giáo sư và giáo sĩ. Tôi đã làm mục sư rồi, giờ hết làm mục sư ở trong nhà thờ rồi. Tôi làm giáo sư để dạy đạo, và tôi làm giáo sĩ để truyền giáo, chia sẻ tin lành cho quê hương. Khi nói đến quê hương thì tôi nhớ đến niềm ước mơ sâu xa về một quê hương tốt hơn. Ước mơ đó đã đến với những người bị lưu đày, những người lưu đày trên chính quê hương của mình, lưu đày những người tị nạn, những người tha hương. Và quê hương đó là một quê hương tốt hơn ở trên trời. Cảm ơn Chúa vì chữ quê hương. Tôi là giáo sĩ tự xưng về một quê hương tốt hơn ở trên trời. Ông bạn chị em ơi, hãy suy nghĩ đi.
Chúng ta còn sống bao lâu là để xây dựng một gia đình tốt hơn, một dòng tộc tốt hơn và một quê hương tốt hơn. Có lẽ từ nay trở đi tôi sẽ không bận tâm đến ai khen tôi hay là ai chê tôi. Mà tôi cũng không bận tâm đến những lời bình luận là thôi già rồi, hãy nhường bước cho mấy người trẻ lên. Không. Tôi vẫn làm trọn cái thiên chức mà Chúa giao tôi là ông nội, là tôi phải bảo vệ cái cháu của tôi, hướng dẫn phải dạy dỗ phải giáo dục. Và cảm ơn Chúa, một số người đã đồng thanh hưởng ứng với tôi là chúng ta người Việt tha hương vẫn có thể lập một cái đoàn giáo sĩ quê hương, đoàn truyền giáo quê hương. Thì cái đoàn truyền giáo quê hương này nó sẽ trở thành một hội truyền giáo quê hương. 10 năm nữa, 50 năm nữa, 100 năm nữa, thưa ông bà anh chị em, người Việt có bao nhiêu phần trăm trở lại thờ trời như đứa con trở về nhà cha? Bao nhiêu phần trăm? Ở nước Mỹ này có 90% nói rằng chúng tôi thờ trời, trong khi ở Việt Nam đang có 90% người Việt không biết thờ trời. Số phận của những người không thờ trời là hư mất. Không có một người không thờ trời mà tự cứu được mình. Xã hội không cứu đâu. Tôn giáo không cứu được đâu. Cái giáo phái không cứu được đâu. Tôi nói như một người Việt Nam tha hương, vẫn ước ao quê hương được cứu và được phước. Cảm ơn Chúa có một số người hiểu được ý muốn tốt lành của Chúa, cho nên nhiều anh em dù không phải là mục sư, không phải là giáo sĩ, vẫn là những người được cứu và được phước hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của ông bà anh chị em và xin kính chúc bình an. Amen.